Mình tên là Nguyễn Kim Bằng, sinh năm 88. Mình quê và gốc ở thành phố luôn. Đang làm công việc gì? Gì thở ra, hít thở, hít thở. Dạ, bây giờ công việc của em là giờ hiện tại bây giờ thì đang có nhà cho thuê. Thì nhà trước, tôi thuê đâu? Nhà ở đâu? Dạ, nhà Gò Vấp luôn. Nhà Gò Vấp luôn? Dạ. Gần nhà tôi đó. Thuê nhiêu tháng tôi thuê nè? Dạ, 6 triệu. 6 triệu tháng à? Và hiện tại làm công việc gì? Dạ thì em cũng mới vừa nghỉ bên ekip của Trấn Thành với Harry á. Ồ, tại làm gì làm bên đó? Dựng cảnh hiện trường quay á. Ồ, rồi giờ có làm chỗ nào chưa? Dạ chưa. Vậy về giờ về dựng cho chị được không? Dựng là dựng sao? Dựng là cụ thể là tạo làm cảnh gì? Đó, giống như mình tạo cảnh lên cho cái tiệc, như là một cái quay trước khi mình quay á, mình tạo cảnh lên, dựng cảnh hết luôn, những quay khách dần dọn về. Rồi giờ định làm gì? Dạ thì giờ cũng chưa có biết, thì cũng mới nghỉ đây à. Tại má không kêu đi trong giới này, là má biết kêu đi tới tối ngày, đi tới lui hoài á. Không có, mà gái không có chịu. Rồi trước khi mà làm cho anh Trấn Thành mấy cái chuyện dọn cảnh đó là làm gì? Dạ em làm công an. Hả? Hả? Thì sao làm công an? Tự nhiên không làm công an, bỏ làm công an đi làm dọn cảnh là sao trời? Dạ nói chung là em cũng... Ủa làm công an tốt lắm mà sao tự nhiên bỏ nghề vậy? Vì cưới vợ nên em mới ra ngành. Ủa cưới vợ rồi luôn hả? Dạ có. Trời ơi. Thôi để từ từ chút khai thác, để nghe bên này giới thiệu trước đi. Anh này là vui nè, anh này được nè. Rồi em sao? Em tên là Thanh Huyền, em đến từ Vũng Tàu và năm nay em 26 tuổi. Rồi. Công việc hiện tại của em thì là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở dưới Vũng Tàu. Trước khi làm nhân viên lễ tân là làm gì? Trước khi làm nhân viên lễ tân thì em cũng có buôn bán nhỏ. Rồi, hiện tại là mình đang sống ở đâu? Dạ, hiện tại thì em sống ở Vũng Tàu ạ. Vũng Tàu? Dạ. Có ý định gì lên thành phố lập nghiệp không? Chị chỉ nhà thuê cho bên Gò Vấp 6 triệu tháng. Có nhiều khi là thuê không lấy tiền luôn đó. Dạ không lấy tiền thì được. Nhưng mà em có ý định lên Sài Gòn lập nghiệp không? Hỏi thiệt, có khi nào nghĩ là mình sẽ lên Sài Gòn sống chưa? Dạ cũng có, tại vì trước đây em cũng sợ, khi mà kinh doanh nhỏ thì em cũng ở Sài Gòn 2 năm rồi. Thí dụ bây giờ lên Sài Gòn thì em sẽ làm được cái gì? Chắc em sẽ kinh doanh nữa. Kinh doanh gì vậy? Dạ em thì có sở thích về ăn uống, chắc là sẽ là làm ăn uống. Vậy là cũng hay. Thế thí dụ như có bạn gái kinh doanh về ăn uống, là cái mình cho mướn cái nhà đó ở kinh doanh không? Tại em cũng tính rồi là về, có thể là mệt quá. Mệt tập quá hả? Nhà ngang mấy mét, dài mấy mét? Dạ ngang 4.5 m, dài 8 m. Ai đứng tên? Dạ em. Hay quá. Được á, tôi thấy kèo này được á. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em thì là một người khá là vui vẻ và tự tin. Còn điểm yếu của em thì em hơi nóng tính và cũng hơi bướng. Cái nhiều đó thôi à? Nhiều đó thôi, nhiều đó cũng mệt người ta rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Chung là điểm mạnh của em là bất cứ công việc gì em làm cũng được hết. Công an mà em còn làm được mà, việc gì mà em làm cũng được. Cái đó khó lắm luôn. Chứ hồi đó em làm công an làm ngành gì? Dạ em bên phòng cháy gì? Phòng cháy chữa cháy hả? Mà có chữa được trận nào không? Dạ. Có rất nhiều, thầy trên người cũng có nữa. Có thầy trên người luôn. Làm được mấy năm? Dạ 4 năm. 4 năm. Làm 4 năm. Rồi thiếu quý năm nhất đồ cưới vợ. Thiếu quý năm nhất cưới vợ cái là mình sinh ra khỏi ngành luôn. Rồi tự nhiên đang làm phòng cháy chữa cháy 4 năm, lấy vợ ra khỏi ngành, rồi giờ vợ đâu? Dạ như vậy. Tại sao kỳ vậy? Nói chung là vì tài sản. Hả? Vì tài sản thôi, cả nhà đi vậy đi chia đôi ra. Rồi chia nhiều không? Không chia, tại lúc đó là má còn đứng tên. Vậy vợ em tính không khôn rồi. Nhưng mà tính gà quá non á. Tưởng đâu là em đứng tên. Tại lúc đầu má cho nhà là kêu cho cháu, cho chị hai một căn, là con chị hai thằng nó là 22 tuổi. Nó đứng tên được, con là mới có, em mới có 10, lúc mà lại vậy mới có 8 tháng thôi. Nghĩ là con đứng tên, lại hộ khẩu nhóc luôn nhà luôn. Ly dị, con theo mẹ. Mình phải chia, nhưng đâu có được. Này ra luật là không được. Trước hôn nhân, con còn dưới tuổi không có, là ba má vẫn còn đứng tên ở nhà. Rồi vậy đứa con là bao nhiêu tuổi rồi? Giờ hôm nay là 17 tháng. 17 tháng giờ nó ở với ai? Ở với mẹ. Ở với mẹ, rồi có chu cấp gì không? Nói chung là 3 tháng đầu em vẫn chu cấp bình thường. Lúc là nhóc còn nhỏ với chu cấp sữa với tả. Suy ra nữ không có tiền xài ở đâu. Cấm cản là không cho định thăm nữa. Dặn cô giáo, dặn hết luôn mọi người. Không cho định thăm. Muốn cái gì là hình nhóc gửi qua nhà. Hình nhóc thấy nhà khoái là nhóc cánh tôn mà. Thấy khoái lắm, đầu nhà cũng đâu cho. Mọi thứ muốn cái gì có đó hết. Không mà được mục đích xong rồi cái là không gửi hình nữa. Nó nghĩa là không cho thăm, tiền nào cần dạ, đúng rồi. Cái gì thì mới cho. Dạ. Rồi là lý do tại sao ly hôn? Nó có cái đỉnh điểm gì chứ đâu lại tự một nhiên. Chuyện rất là nhỏ nhặt. Ví dụ cụ thể. Dạ mặc đồ bộ của nhà. Đối diện nhà là sửa xe độ không? Để cái đầu nhóc để dưới cửa nhà nè, khum ấm nhóc lòi ngực hết luôn. Em thấy em với nhau, em ơi, áo quần đó diện quay qua cho nói là đầu mày tối ngày suy nghĩ vậy không? Chưa được 15 phút bắt máy em từ bên chị hai chạy về bên Nguyễn Công, chạy về bên Quang Trung. Ly dị liền. Vậy nói chung là có ý định lại 3 lần rồi. Lần đầu cưới mấy tháng là ôm tiền vàng đi hết. Đi mấy ngày xong về để ăn nhóc được mấy tháng nữa.
Thôi chia buồn cùng em, bỏ qua đi. Đúng rồi chị em. Thôi đề trai phải bị vậy cho để mà nó trưởng thành cứng cáp hơn ha. Rồi tình duyên sao cưng? Em thì chưa từng kết hôn nhưng mà em có một đứa con rồi. Ồ vậy hả? Con em ba lớn rồi? À, con em thì năm nay 5 tuổi rồi chị. À, rồi lý do sao mối tình đó sao ra đứa con nó kể nghe nè. À, em có quen một anh đó thì lớn hơn em tới 15 tuổi lận. Ừ. À, trong cái giai đoạn em quen thì qua tìm hiểu với gia đình anh đó thì họ cũng nói rằng là anh đã ly dị rồi. Nhưng mà sau khi em có em bé thì em mới biết được là ảnh chưa ly dị. Ừ. Cho nên là em đã chia tay và sau đó là nhờ ba mẹ em cưu mang thì em cũng sinh em bé. Và sống tới bây giờ. Bao lâu rồi em? Dạ cách đây 6 năm rồi chị. Cách đây 6 năm. Nhưng mà khi em sanh xong tức là ảnh nó không liên lạc? À, đôi khi cũng có liên lạc nhưng mà hầu như là liên lạc kiếm chuyện nhiều hơn là liên lạc để lo cho con hoặc là muốn nhận con. Không có ý định nhận con, gia đình bên nội cũng không có ý định nhận con luôn. Họ muốn em đổi tên cho đứa bé và đổi qua hộ khẩu nhà họ thì họ mới nhận, còn nếu không thì họ không thèm. À, mà em không chịu thì là con họ dạ, mẹ đúng không? Rồi. Con trai hay con gái? Dạ con trai. À, nhưng bây giờ em thấy cuộc sống em ok không? Ổn không? Bà dạ, mẹ đơn... rất ổn. Bà mẹ đơn thân có gì khó khăn không? Cũng có khó khăn chứ chị, nhưng mà em thấy là chắc nó ít sóng gió hơn là nếu như mà em lấy phải anh đó. À, mỗi người lý tưởng của em là muốn tìm người như thế nào? Em muốn tìm một người có sự yêu thương đối với những đứa con nít mà nó thiếu thốn tình cảm và có chí cầu tiến một chút. Thực sự thì là em là mẹ, con em nó cũng thiệt thòi nhiều rồi. Cho nên là em muốn bây giờ nếu như sau này có khả năng thì em sẽ bù đắp được cho con em nhiều hơn những gì mà em có thể làm. Cho nên là nếu mà để làm được như vậy thì bạn trai cũng cần một người rất là có chí tiến thủ thì mới có thể cùng em gánh. Em năm nay cũng còn rất là trẻ, mới 26 tuổi phải không? Dạ. Em có muốn sanh con nữa không? Dạ có chứ chị. Còn em? Dạ em muốn, chứ nếu mà có tiến thêm bước nữa thì sẽ có con chứ. Muốn đẻ mấy đứa nữa? Nếu mà thường để tại có điều kiện cái thoải mái. Thoải mái luôn hả? Mà có điều kiện không? Thì nói chung là nó có. Có hả? Dạ. Rồi bây giờ mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ chung là em không thích mà đẹp quá mà không thích là xấu quá, nhưng mà trung bình vừa nhìn được mức lương mà nó diễn ngang, đừng có cao quá dùm 6 triệu thôi cũng nghỉ cũng được nữa. Tại nhiều người mà làm lương cao quá, cái việc nội trợ ở nhà với lại chăm sóc gia đình đó, nó không có lúc nào cũng tiền trang hòa với nhau đó, vậy cuộc sống mới dễ. Rồi người ta không làm mà tiền đâu xài, rồi sinh con đâu ra tiền. Em đi làm không? Em đi làm đủ nuôi vợ con không? Thì em cứ vợ không, để 2 năm trời vợ mới nhà không á, để con đến hiện tại luôn. Giỏi dữ vậy, bây giờ thất nghiệp rồi nè, giờ đâu có làm gì Kinh Thành nữa. Làm bình thường. Làm gì vợ? Giờ chạy ráp bình thường, chung em từng chạy ráp rồi, em làm bất cứ một chạy ráp sao nuôi đủ vợ con? Thì làm vô làm ra tháng thì tiền nhà buôn bán, nếu mà về nó buôn bán được quá hay là em tính là mở rửa xe nữa đó. Rồi bây giờ cái chủ yếu là cái mẫu người lý tưởng sao nè, cao thấp mập ốm nè, số đo ba vòng nè, mắt mũi miệng nè, muốn sao? Bây giờ cũng làm lỡ nên không có đòi hỏi cao nữa. Thì cũng phải có tiêu chuẩn để chị mới kiếm được chứ, coi hộp người ta mới làm mai chứ trời. Trên 1.5m. Trên 1.5m phải không? Giờ hát hò, nhảy múa, hít đất, thục dầu, muốn làm gì? Lính cho hoạt động đi. Lính cho hoạt động đi hả? Rồi thục dầu 10 cái. Đây đứng ở đó. Hít đất là thường rồi. Thục dầu chéo chân. Chéo hai chân lợ. Khó chị. Biết thục dầu chéo chân không? Đó, chéo chân nha. Coi có loại BD không nè. Kiểm tra đi, tôi cho cô kiểm tra mà cô không kiểm tra. Đó, 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 đó. Xuyến xuyến rồi. Lính cho hoạt động hả? Ổn không? Dạ. Máu huyết bình thường không? Dạ bình thường. Khỏe ha? Dạ. Rồi thôi được rồi. Cặp này tôi thấy dễ thương. Qua đây, qua đây. Không có cần đi qua làm chi. Chưa bấm nút qua làm chi. Em cảm ơn anh. Sao nói gì chân vậy? Đó là con gái. Có đâu? Dạ có. Em có cái này tặng anh. Cảm ơn. Cả một đời gì? Quá dài. Dài lắm hả? Hay dạ dài? Quá dài để chịu đựng nhưng mà quá ngắn để hạnh phúc. Cả một đời quá dài. Bây giờ em làm sao cho cuộc đời nó hạnh phúc một xíu cho nó dài, mà đau khổ mệt mỏi lắm em ơi. Rồi giờ chị đi vô trong hai đứa nói chuyện nha, nói chuyện riêng xíu chị Tường quay lại nha. Chứ chị Tường ngồi đây rồi hỏi giờ em muốn sao, nguyện vọng, trời ơi cô gái kêu tôi hỏi nữa. Lâu quá, lục ngày. Lâu quá gì rồi, bây giờ Tường sẽ mời hai bạn sẽ thưởng thức những món ăn ngon của nhà hàng LA Garden Restaurant. Xin mời hai bạn thưởng thức, đây là set cơm, cơm chiên cá mặn đúc lò, tàu hủ ki gói chả cá thác lát với lại là sụn gà rang muối. Xin mời hai bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng rất là ngon nha. Nhớ mà ăn phải có tâm sự nói chuyện nữa nha. Bạn hồi tôi vô tôi đúc kết lại chuyện tình yêu nữa nha. Rồi mời hai em thưởng thức nha. Anh muốn anh nói trước hay em nói trước? Nói chung là ưu tiên phụ nữ. Lần đầu như thế em anh thấy như thế nào? Chung cũng
thôi đổi bộ môn khác đi, thôi đổi bộ môn khác đi. Tụi em thích làm ăn, dù em thích làm cái gì? Thực ra thì em thì có duyên với nấu ăn uống hơn, cho nên là nếu như mà có kinh doanh thì em thích kinh doanh về ăn uống hơn. Không có nhậu được. Thiệt. Phức bạn tạp. Rất là nhiều, bạn rất là nhiều luôn á. Nếu như mà mình kiểm soát được cái việc phức tạp của cái việc mở quán nhậu á thì cũng có thể được. Thế quá. Vậy dự định trong tương lai của anh là gì? Chung anh sẽ làm chứ, nhưng mà làm kiếm thêm. Tại vì hiện tại thì là anh cũng đã có một đứa con rồi, em cũng đã có một đứa con rồi. Thì anh nghĩ là với cái thu nhập hiện tại như vậy á, cứ cho đối tính với công việc hiện tại của em. Với lại cái lúc nãy anh có nói là sau này anh chỉ muốn là nếu như anh có đi bước nữa thì người đó chỉ làm ở cái mức lương tầm thấp thấp như vậy thôi. Thì anh nghĩ là có đủ để trang trải cuộc sống ở trên Sài Gòn không? Đủ chứ. Sài Gòn biết cách tiết kiệm rồi, cả nào cũng dư. Dù như mà sau này mới cưới một người về thích cái người chồng đó sao? Không có gia trưởng. Nó không có nữa. Yên tâm. Và đôi khi nó cũng cần cái sự thông cảm một chút. Tại vì em nghĩ là em là một người hơi có chút gì đó là cầu tín. Cho nên là em muốn là công việc cũng giống như là cuộc sống gia đình thì nó phải đi lên. Chứ không thể nào mà nó cứ dậm chân tại chỗ được. Tại vì em thấy là vợ chồng mà kinh tế nó không ổn định thì mình cũng khó hạnh phúc. Sao nãy tôi nghe gì ở ngoài? Ủa ăn chưa? Quá trời luôn chị. Quá trời đâu, sao thấy còn nguyên vậy? Ngon không? Ngon. Bóc một lá thăm coi. Rồi đọc lớn lên coi trong giọng nói gì. Yêu cầu bạn nữ vừa hát vừa thể hiện hành động lãng mạn với bạn nam. Rồi làm đi em. Dạ anh muốn em làm hành động gì? Không nhát lắm. Không nhát không hả? Giờ hát cho anh nghe bài trước đi. Rồi coi cái nội dung nó làm sao. Hôm qua mình hung lên trán anh, hung lên chỗ hói đó. Lãng mạn. Chủ yếu hành động lãng mạn nè. Thôi em bỏ cái khúc hát, em làm hành động lãng mạn. Rồi làm rồi qua hành động lãng mạn. Qua bên đây nè. Dán bên đây cao cao. Dán lên, dán lên. Trời ơi, mai về bọc tóc luôn á. Được không? Lãng mạn không em? Dạ được. Hạnh phúc không? Dạ được. Mai chỗ đó về mà nó có lát tinh thêm miếng đó em cũng phải cam tâm chấp nhận đúng không? Về tắm chừa ra. Rồi, mời em bóc một lá. Yêu cầu đối phương kể ra 3 bí mật chưa từng chia sẻ với ai. Cái này em thích. 3 bí mật của em mà em chưa từng kể với ai? Kể với cổ. Chung nhật nhất á. Chung là anh hơi tế nhị xíu thôi. Mình không bao giờ mặc nhỏ. Mình không bao giờ mặc nhỏ. Em xin lỗi. Sao vậy cưng? Thích quá hả? Sao mà cười phì đó dữ vậy? Được, cái này bí mật đó. Cái thứ hai là bữa nay hiện giờ là cũng không có mặt luôn. Thì có gì? Ủa vậy sao nói là hồi đó giờ không có mặt? Tại nay lên đông người mặc chứ. Thôi làm nhà mặc quần đùi xong mặc quần dài luôn. Không thấy quần lửng nữa. Rồi bí mật thứ hai. Tắm rất là nhiều. Nhiều là sao? Nóng thì 20 phút còn vô tắm sổi nước à. Khó chịu người. Người có hôi không? Dạ không. Tắm hoài? Dạ. Cao điểm nhất là một ngày tắm mấy lần? 4-5 lần. 4-5 lần. Rồi còn gì nữa không? Thứ ba. Ngủ thì nghiến răng. Ngủ nghiến răng. Sao em biết em nghiến răng? Ai nói em nghe? Má nói. Má nói. Thôi bây giờ vậy. Nãy giờ chơi trò chơi để cho hai bạn thoải mái lên chút xíu. Bạn trai có vẻ hơi nhút nhát nhưng mà rất là chân thành. Bây giờ chị Tường cho hai bạn một cơ hội nữa. Nhìn thẳng vào nhau. Nhìn thẳng vào nhau 30 giây. Mỗi người nói lên một câu thôi. Cảm xúc của mình hiện tại như thế nào? Hoặc là mình đang nghĩ gì về đối phương? Mình có cảm xúc gì với đối phương hay không? Mỗi người một câu thôi. Nhưng hỏi trước nha. Vấn đề mà tiến thêm bước nữa, chồng em còn liên lạc với em nữa, nhắm cuộc sống ổn định không? Hiện tại thì là về tất cả mọi cái trên danh nghĩa hôn nhân thì tụi em không có hôn nhân. Cho nên là không có rất bất kể một cái ràng buộc nào cả. Và nếu như mà họ muốn chịu trách nhiệm hoặc là muốn phiền hà em thì 6 năm qua đã phiền hà rồi. Chứ không phải là đến bây giờ. Nãy em nói là thường hay liên lạc với em, toàn là kiếm chuyện. Thỉnh thoảng. Nên đó anh rất là sợ nếu mà tiến thì mình về với nhau, chồng em sẽ liên lạc này nọ, cuộc sống sẽ luôn luôn sẽ có chuyện đấy. Tức là em nói ở đây cái vấn đề đó là liên lạc kiếm chuyện, tức là thường thì hay hỏi em là em đang ở đâu, con ai trông, ủa sao em đi làm em không sao ở nhà trông con đi. Thì thời gian gần đây thì em không muốn phiền nữa, cho nên là em đã chặn số điện thoại và chặn hết tất cả mọi liên lạc rồi, thì cũng không có thấy họ làm phiền em nữa. Chứ quan điểm tại giờ em chưa quen ai nên còn liên lạc, một khi em đã quen rồi người ta sẽ cố tình ta phá sao? Không có đâu. Sẽ là tại vì nhiều trong lúc đêm đang ở với nhau đi, gọi hội tới. Anh nói ví dụ thôi, nếu vợ chồng rồi đó. Em bắt máy. Ừ. Chồng em thì lúc đó anh to cao thế này anh phải để em bảo vệ anh nữa.
Em bắt máy em nói là gọi vợ tôi có chuyện gì. Em là vợ chồng trên danh chính ngôn thuận, người ta có liên quan gì đâu, mắc mớ gì gọi vợ em. Tại hôn nhân là cả một quá trình rất là lớn nên phải cần phải rõ ràng. Đúng rồi, cái đó chị cũng đồng ý như vậy á. Tôi tưởng cà rỡn như nãy giờ, để ý dữ ha. Để ý từng câu luôn á. Rồi, còn em muốn nói gì với anh không? Em muốn hỏi anh là nếu như lỡ như sau này á, em không thể thực hiện được cái điều anh mong muốn, đó là giữ cho bằng vợ bằng chồng, tức là về cái khả năng kiếm tiền, thì anh có thể nào thay đổi suy nghĩ của anh không? Anh vẫn ăn được mà. Những cái nhà em làm, ở nhà nấu nước, giặt đồ, mọi thứ làm hết, em đi làm. Nhưng mà có hướng cầu tiến này, nhưng mà cứ làm được thì cứ làm lên thôi, cứ phát triển được mình, cứ tương lai mình mà. Nãy giờ thì nói chuyện với anh thì em thấy anh là một người rất là thật thà và có chút cảm giác an toàn. Cũng rất là sâu sắc đó, có sự quan sát, mình cứ tưởng đâu là rụt rè, cười nhưng mà có sự để ý. Nói chung là Tường cũng rất là trân trọng cái cuộc nói chuyện. Và ngay từ đầu Tường vẫn giữ nguyên cái lập trường của chị là hai bạn tương đối là hợp nhau đó. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Tường nhắc lại, nút bấm này là nút bấm tình yêu. Khi bấm nút có nghĩa là chúng ta chấp nhận trở thành bạn trai, bạn gái với nhau để tìm hiểu, yêu đương, để tiến tới hôn nhân. Đây không phải là nút bấm để kết bạn. Suy nghĩ thật kỹ, nếu thấy có sự rung động thì mới bấm nút. Nếu không thì chúng ta không bấm. Nhắm mắt lại, sau 3 tiếng đếm của chị Tường đưa ra quyết định của mình. 1 2 3 Hết thời gian. Sao em gái không bấm? Anh rất là tốt, nhưng mà để tiến tới hôn nhân thì hoặc là tìm hiểu một mối quan hệ nghiêm túc thì em nghĩ là em không nên làm mất cơ hội của anh. Bởi vì em cần một người đàn ông có thể che chở cho em. Nhưng mà theo những cái gì mình trao đổi với nhau thì em nghĩ là cái quan điểm về cái vấn đề này mình không phù hợp. Rồi thôi, mời hai bạn đứng lên. Tường cũng thay mặt chương trình ha, chúc cho em gái một người rất là mạnh mẽ, một bà mẹ đơn thân ha, tuổi còn rất trẻ, tương lai còn rất dài, rồi sẽ có một người đàn ông mà phù hợp với mình, chăm sóc mình và che chở cho hai mẹ con ha. Cố gắng lên chị. Em cũng vậy nữa. Em hơi rất là dễ thương, đối với Tường em rất dễ thương, rất đáng yêu. Một người đàn ông cũng rất là có thể để cho những người phụ nữ nương tựa được, nhưng thiếu một mạnh mẽ xíu nữa, quyết liệt lên chút xíu. Đôi lúc mình hơi rụt rè, hoặc là trong cái cách mình thể hiện không có giống như mình nghĩ. Có thể là em rất thích cô gái này, nhưng mà cái sự thể hiện ra bên ngoài chưa đủ sức thuyết phục cô ta, cho nên là cô ta không bấm nút, nó mất cái cơ hội của mình. Thì rút kinh nghiệm trong cuộc sống, đôi lúc mình là người đàn ông, mình phải quyết liệt hơn chút xíu nữa nha cưng nha. Hy vọng một ngày nào đó em cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trong thời gian gần nhất. Rồi, cảm ơn hai bạn đã tham gia chương trình nha.